Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Video ngày hôm nay như tôi đề Tiến Dũng thanh lý một cặp loa lời hàng bãi Mỹ. Đây là dòng loa toàn giải rất cao cấp, do cặp này về có bị lỗi một chút với mức giá rất rẻ. Video ngày hôm nay Tiến Dũng cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các sản phẩm audio cao cấp như là các dòng loa bow hàng bãi Mỹ, những dòng âm ly đàn ông, dòng super audio về trực tiếp từ trên kệ của siêu thị Nhật. Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn cũng như là báo giá để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Shop nằm ngay gần cầu Tham Lương. Trước mắt quý vị và các bạn là ba cặp loa bow dạng loa lời, loa full range toàn giải cao cấp đến từ thương hiệu Bow. Bow 161 là mẫu loa khá hiếm trên thị trường. Ngày hôm nay Tiến Dũng về hai cặp màu trắng và một cặp màu đen. Mẫu loa này sử dụng hai loa toàn giải loại 7 cm, công suất là 80W trên một thùng, trở kháng từ 4 đến 8 ô. Với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, màu đen Tiến Dũng phục vụ là 4.500.000, màu trắng là 3.500.000. Và với một cặp này hàng về có bị lỗi. Thực ra thì cặp này cũng không lỗi gì hết, nhưng mà anh chàng người Tây, người nước ngoài này đã quét một lớp sơn lên đây. Phía đằng sau thì chưa được quét sơn, phía đằng hông này thì được quét sơn. Tất cả zin nguyên bản đang hoạt động hoàn hảo. Mẫu loa này Tiến Dũng thanh lý với mức giá chỉ 2 triệu trên một cặp. Anh em nào không quá cầu toàn về việc hình thức thì có thể lựa chọn cặp loa này. Mẫu loa bow 161 sẽ thích hợp cho việc hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Tiếng của nó trong trẻo rất hay. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng để phục vụ cho các quán cà phê, quán ăn sân vườn, nhà hàng sang trọng. Những anh em muốn treo tường thì chúng ta nên lựa chọn là màu trắng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn và với mức giá cũng tốt hơn. Những sản phẩm này thì Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một cặp tụ cản lời của Đức. Món quà này trị giá 300.000 thì Dũng sẽ tặng kèm. Thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể chuyển đủ tiền trước một lượt thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 1 triệu, nhận hàng thanh toán nốt và tự chi trả phí vận chuyển. Đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng đấu mạng trực tiếp từ nước ngoài về. Tiếp theo, phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm, những chiếc âm ly đàn ông dòng Super Audio hàng tuyển chọn. Tiến Dũng hiện nay có những đối tác, những bạn hàng nằm vùng tại Nhật và nằm vùng tại Mỹ tuyển chọn, nên quý vị và các bạn sẽ thấy sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn nó rất đẹp. Trước mắt quý vị và các bạn là mẫu âm ly đàn ông 1500 SE. Đây là dòng Super Audio phiên bản cao cấp được hãng đàn ông sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Chiếc này ra mắt vào năm 2010. Đây là chiếc âm ly rất nổi tiếng của thương hiệu đàn ông, điện 100V, công suất nguồn lên đến 295W, nó rất mạnh mẽ. Chiếc này có thể kéo được hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Chúng ta đang nghe âm thanh của đàn ông 1500 SE kết hợp với bow 701 hai lỗ hơi. Với tình trạng zin của bạn, máy tuyệt đẹp, Tiến Dũng bao zin tuyệt đối và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Sản phẩm này mức giá thông thường là 15.500.000. Video này Tiến Dũng cũng sale giảm giá rất đặc biệt riêng cho sản phẩm này, mức giá chỉ còn lại 14.500.000. Tất cả Tiến Dũng bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Tiến Dũng đang sử dụng chiếc đầu giải mã DAC Topping D50 35 mã. Đây là một sản phẩm đầu giải mã DAC chuyên nghiệp của thương hiệu Topping, vừa ra mắt năm 2024. Mới nguyên hộp thì nó sẽ như thế này. Với chiếc này chúng ta có thể kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth và kết nối với máy tính thông qua cáp USB. Máy này xuất ra ở hai cổng âm thanh, cổng RCA ở đây và cổng 6 ly ở đây. Chúng ta có thể kết nối cùng lúc đến hai dàn âm thanh. Đây là một tính năng rất tuyệt vời. Máy đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless, giải mã lên đến DSD 52.
Chiếc này sử dụng hai chip giải mã DAC giải mã 32 bit. Mức giá chính hãng hiện nay thì Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 5.400.000. Thế Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng riêng cho sản phẩm này là một cặp dây AV Pro N của Italy và một dây optical. Và kèm theo nữa là một cục adapter nguồn 5V. Ba món quà trị giá 700.000 thì Dũng sẽ tặng riêng cho sản phẩm này, topping D50 35 mã. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng mới nguyên siêu, nguyên hộp như thế này, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Phía dưới này xin giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn những sản phẩm audio cao cấp đến từ thương hiệu Danone. Chiếc Danone 1500 AE, điện 100V, công suất nguồn là 250W, 4 xò MOSFET công nghệ UHC, dòng Super Audio, mức giá 11 triệu. Đây là mức giá rất đặc biệt trong thời điểm này. Phía dưới này là một sản phẩm cao cấp hơn đến từ thương hiệu Danone. Đây chính là chiếc PMA 2000 SE. Đây là dòng Super Audio, điện 100V, công suất nguồn là 295W, nó rất mạnh mẽ, phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Những mẫu loa kiểu như bass 30cm 8 ohm chúng ta có thể chơi được cùng một lúc hai cặp. Đây là một chiếc cho âm thanh rất mạnh, mức giá 25 triệu. Anh em nào lấy thêm remote thì kèm thêm 600.000 nữa. Phía dưới này là một sản phẩm khác đến từ thương hiệu Danone, 2000 AE. Mức giá của chiếc này mềm hơn. Chiếc này với điện 100V, công suất nguồn là 275W, mức giá chỉ 21 triệu. Đây là những đối tác rất tuyệt vời cho hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Quý vị và các bạn có thể phối ghép với các dòng loa Squeega, JBL, Pioneer, Bose, Tannoy, B&W cũng phối ghép rất tốt. Những chiếc này về tất cả đều là hàng đấu mạng trực tiếp từ siêu thị Nhật, còn dây nguồn zin, một số máy còn catalog zin ở đây. Tiếp theo phía bên đây là những sản phẩm audio của thương hiệu Danone, có phần mặt tiền màu vàng, mặt phanh nhôm. Phía dưới cùng là chiếc Danone 2000 45 mã. Đây cũng là một sản phẩm dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao nữa của thương hiệu Danone. Chiếc này ra mắt tại Nhật vào năm 2000, điện 100V, công suất nguồn là 275W, rất mạnh mẽ, 4 sò MOSFET công nghệ UHC. Quý vị và các bạn đều biết là một con sò MOSFET công nghệ UHC thì nó mạnh hơn gấp 3 lần cho đến gấp hàng 10 lần so với những sò thông thường. Mức giá trong đợt này cũng rất tốt, chỉ 20 triệu. Những sản phẩm của shop Tín Dũng Audio Sài Gòn đều là những sản phẩm hàng tuyển chọn trực tiếp từ siêu thị Nhật về, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể thấy độ đẹp của những sản phẩm này ở đây. Ngay sau video này thì tôi sẽ lau chùi sạch sẽ và vô dầu những volume để anh em sử dụng nó ổn định hơn và yên tâm hơn. Phía trên này là một chiếc nữa đến từ thương hiệu Danone, đó là 2000 35 mã, có cấu hình tương tự như là 2000 45 mã, mức giá chỉ 18 triệu. Trên đây là một phiên bản nhỏ hơn, đó là Danone 2000 25 mã, điện 100V, công suất nguồn là 250W, mức giá chỉ 14. Phía trên cùng của dãy này là chiếc âm ly rất nổi tiếng của thương hiệu Danone. Đây là chiếc PME 1500R 25 mã. Sản phẩm này không phải là sản phẩm cao cấp nhất, không phải là sản phẩm hay nhất của thương hiệu Danone, nhưng là một sản phẩm được rất nhiều những anh em chơi audio yêu chuộng, bởi vì với mức phân khúc giá bình dân nhưng âm thanh của nó cũng rất tốt. Sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ UHC, điện 100V, công suất nguồn là 250W, mức giá chỉ 12 triệu 500 cho phiên bản màu vàng. Hiện nay thì Dũng cũng có phiên bản màu đen, mức giá rẻ hơn 1 triệu, chỉ 11 triệu 500. Phía trên này là những mẫu loa Bose. Loa trợ lời Bose Cooper Series 3. Đây là cặp loa rất nổi tiếng của thương hiệu Bose. Loa này sử dụng hai loa toàn giải loại 7cm. Công suất là 80W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Một cặp sẽ bao gồm là hai cục như thế này, một cục bên đây và một cục bên kia. Với mẫu loa này, quý vị và các bạn có thể trang bị cho tất cả những dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke gia đình, giúp tăng cường tiếng trung âm và tăng cường tiếng treo. Mức giá 3 triệu 600 ngàn phiên bản màu đen và 3 triệu 200 ngàn cho phiên bản màu trắng. Tất cả còn đầy đủ e căng, hàng Mỹ về tuyệt đẹp, thì giúp bao zin hoạt động hoàn hảo. Phía dưới này là mẫu loa rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Bose. Đây chính là mẫu loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi. Một sản phẩm rất cao cấp đến từ thương hiệu Bose. Mẫu loa này sử dụng hai loa bass súp loại 20cm. Bộ lọc sử dụng đến 5 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Tổng cộng trong thùng loa này có 5 cái loa, hai loa bass súp bên trong, một loa mic loại 16 và hai loa chép giấy phía trên này. Công suất cực đại của loa này lên đến 400W trên một thùng, nó rất mạnh mẽ. Mức giá trong đợt này cũng vô cùng tốt,
mức giá chỉ 21.500.000. Có những thời điểm giá làng đã lên đến 24 triệu. Ngay tại thời điểm này thì giá làng của cặp loa này khoảng 23 triệu 500. Tiến Dũng phục vụ với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 21 triệu 500. Tất cả những sản phẩm này Tiến Dũng đều bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, và với chế độ bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.